nè nói nghe nè Thank you and I love you. Nè, nói nghe nè. Hôm nay Việt Thảo tiếp tục đọc những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về. Việt Thảo nói rất rõ nha. Tôi đọc lại những câu chuyện của các bạn gửi về chứ không có kể chuyện. Và đây là những câu chuyện của các bạn trải nghiệm đã gửi về, cho nên chúng ta cũng không so sánh được với những truyện tiểu thuyết kinh dị của những nhà văn. Không so sánh nha. Rồi, bây giờ, hôm nay đó chúng ta có 7-8 câu chuyện dài lắm. Mình chia làm hai phần. Phần đầu nó có 7 câu chuyện hồn ma cậu bé ở Bầu Lâm Xuyên Mộc. Một cái buổi biểu diễn đáng nhớ. Câu chuyện hồn ma ở căn nhà A75. Rồi câu chuyện nói về cái bóng ai rồi chuyến xe cuối cùng phần 2 tức là trước kia có cái chuyến xe cuối cùng nhưng mà đó là phần 1 lên phần 2 tiếp theo. Và câu chuyện quỷ nhập lúc từ trần và câu chuyện nói về người dưỡng thứ 6. Đây là những câu chuyện của uh, Kiwi RV đã gửi cho Việt Thảo. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện hồn ma cậu bé ở Bào Lâm xuyên mộc. Trong này Kiwi AV xưng là con Kiwi viết như thế này Chuyện con được bà nội bên vợ con kể lại khi cả nhà đang ngồi kể chuyện mà Chuyện là gần nhà ngay chỗ bà nội ở Có cái ngôi mộ rất to của một cậu bé Ngày trước do người mẹ đó bị người chồng đánh đập dữ dội Ta nói dân quê mà Hãy cứ nhậu sỉnh sỉnh về là quậy làng quậy xóm ở ngoài thì tôn thờ bạn bè lên đầu Bị họ chửi cũng không dám hó hé một câu Nhưng khi về tới nhà thì như là đại ca giang hồ vậy Thế là bữa đó cô ấy bỏ chạy Vì không chịu nổi cái bản tính hung tàn vũ phu của người chồng Cô mới cuốn đồ bỏ chạy ra khỏi nhà Anh chồng thấy cổ bỏ đi mới dí rượt theo Lúc đó cổ mang bầu Bầu bì mà cũng đã 7 tháng mấy rồi mà thân gái nữa chạy gì mà nổi còn ông kia sức trai tráng thì cuối cùng cụ cũng dấp té bị dở cả nước ối làm cho sảy thai luôn sau đó thì cô vợ được đưa vào trạm xá tại bầu lâm xuyên mộc bác sĩ báo tin là tính mạng của cô vợ may là giữ lại được nhưng mà còn về phần đứa bé thì không được tại vì do đập bầu quá mạnh thành ra bị sảy thai sau khi nghỉ ngơi xuất diện thì cô vợ của xin bác sĩ cái xác của em bé về để mà chôn cất ở trong nhà rồi cổ đem về nhà cổ chôn ngay trước nhà luôn khi chôn đó cổ có làm cái ngôi mộ bằng đá nhỏ nhỏ cỡ bằng cái nồi cơm để thờ rồi cúng cơm cho nó nhưng mà có điều rất lạ là cái ngôi mộ mà cổ làm đó cứ hãy mỗi năm trôi qua thì hình như nó có cái hiện tượng lớn lên dần. Và đến nay thì kỳ cũng đã trôi qua cũng đã 11 năm rồi. Nếu nói ra thì không tin. Hiện giờ nó đã to lên như là một cái mộ của người lớn. Cả nhà người vợ họ thề thốt với mọi người. Họ nói là họ không có đụng chạm gì vô hết. Chứ không phải họ làm cho nó lớn ra rồi họ đi phao tin như làm cái sự bí ẩn mầu nhiệm gì nhưng mà không hiểu tại sao tự nhiên nó lớn lên một cách bí ẩn đến như vậy thì gia đình cũng có đi coi thầy thầy mới bảo như vậy đất ở đây là đất tốt thằng bé này nó ở đây là phụ hộ cho gia đình đó ráng cúng kiến nhang khói rồi đốt đồ cho em bé nó đi thì cách đây khoảng năm mấy, cổ có kể lại với mấy o ở trong xóm, gọi là o đây là là cô là cái tiếng dùng miền Trung mà người ta gọi các cô. thì cổ kể như thế này, cái bữa mà sau khi đi lụm hạt đều về nhà, trưa nắng quá em mới xuống sau bếp lấy miếng nước rồi đi ngược trở lên lại, em mới thấy có một cái bóng trắng thù lù, không có cao lắm, đứng ngay cạnh phần mộ của đứa con của em. Nó đứng nhìn vô nhà Mà nó nhìn thẳng vô ngay em luôn Lúc đó thì cơ thể em Mới vừa nhìn thấy nó xong là nó cứng đơ luôn Không có cử động được nữa Một lát sau Thì em thấy nó đưa cánh tay lên Quơ qua quơ lại Giống như là chào tạm biệt em vậy Sau cái ngày hôm đó Em mới chạy lên bà thầy Thì bà thầy bảo Đó là con của chị đó nó chào tạm biệt chị để nó đi đầu thai và kế sau hôm đó em không còn thấy nó nữa còn đây là câu chuyện à, thứ hai là câu chuyện nói về cái buổi biểu diễn đáng ghi nhớ chuyện là như thế này ngày mà con còn nhỏ lắm cái năm con vừa thi chuyển cấp từ lớp 9 sáng À, lớp 9 sang cái lớp 10 thì con có chơi với một ông anh trong một câu lạc bộ ảo thuật ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày trước thì tụi con hay thường tụ tập ở các tụ điểm quán cà phê để mà biểu diễn giao lưu với nhau. Thì cái bữa đó con được ông anh kể lại là chỉ cách đó vài hôm thôi. Ảnh có một cái show diễn ở một quán cà phê trên đường 3 tháng 2. Cái bối cảnh biểu diễn ở nơi đó là cái sân thượng thì từng từng hầm gửi xe rồi đi thang máy lên lầu chính là tới anh kể tối đó biểu diễn rất là thành công và đối với khán giả cái hiệu ứng rất là tốt nhưng mà thực sự ảnh không dám ở đó diễn thêm một lần nào nữa lúc đó thì tôi mới thắc mắc buộc miệng hỏi ủa xu diễn thành công hiệu ứng tốt thì anh diễn tiếp đi sao bỏ điểm uống vậy ảnh mới nói là quán đó, đó là thuê một cái tầng của một tòa nhà để làm quán sân thượng, còn mấy tầng ở dưới là cho mấy cái công ty, rồi cho mấy cái trung tâm dạy anh ngữ họ thuê. thì em biết rồi đó. giờ anh diễn xong nó là hai mươi giờ. lúc đó anh mới gom đạo cụ bỏ vào ba lô rồi ra thẳng thang máy. khi vào tới thang máy thì anh có một cái cảm giác bất an khó tả lắm và cứ như thế từ tầng 9 xuống tới tầng 8. Rồi bỗng nhiên thang máy không có chạy nữa. Nó đến tầng 7, nó ngừng lại, nó mở cửa ra. Anh hết hồn luôn. Anh tưởng có ai đứng ở ngoài bấm cửa, nhìn ra không thấy ai hết. Ở ngoài là gì? Một dãy hành lang của một công ty nào đó mà nó tắt đèn tối thui hả? À? Và cái điều đặc biệt là lúc đó không có ai bấm thang máy ở tầng đó cả vậy mà cái thang máy nó lại xuống tới tầng này rồi tự động nó mở ra lúc này thì anh bắt đầu rung rồi anh mới đưa tay ra bấm liền cái nút để đóng thang máy lại rồi thì hết tầng này xong lại tới tầng khác thang máy nó lại đưa anh xuống tới tầng sáu nó lại ngừng đó nó lại mở ra lần nữa giống như có ai mở cửa bước ra vậy hay có ai ở ngoài bấm để cho thang máy ngừng lại để họ dạo và kết quả là gì? Nhìn ra nó cũng là một dãy hành lang Phòng ốc tối thui không một bóng người Thế là ráng kèm nén cái nỗi sợ hãi Lúc đó phải bắt buộc làm thôi là đưa tay lên Bấm cái nút đóng thang máy lại Rồi nó tiếp tục xuống Và y như vậy Tới tầng 5 nó ngừng Tới tầng 4 nó ngừng Nó mở cửa ra y như nhau vậy Mà có một điều chắc chắn là không có một bóng người nào ở đó Chỉ có anh với chiếc thang máy thôi mà ở bên ngoài là một giấy phòng tối thui Cho đến khi tới lầu 3 Lúc nó mở ra Thì anh nghe rõ ràng tiếng của một đám con nít đang chạy giận ở ngoài Lúc này thì anh rất là sợ Nhưng mà thoáng một cái suy nghĩ liền Liệu có phải là ma không? Hay là cái đám con nít nó học Anh ngữ Mà giờ này thì còn ai mà học nữa Nhân viên giáo viên về hết rồi Thì lúc đó anh mới lắng tay nghe kỹ hơn anh còn nghe tụi nó nói ê nó nghe trộm tao với mày nói chuyện kìa mình bẻ cổ nó đi u trời tức đó đó nỗi sợ quanh, anh vượt quá mức chịu đựng rồi mà anh bấm hoài cứ đóng, đóng cửa thang máy mà nó không chịu đóng lại lúc đó chỉ còn cách la làng lên thôi ma trời ơi có ma rồi mới bỏ chạy ra khỏi thang máy chạy đến cầu thang bộ nơi thoát hiểm cứ cắm đầu cắm cổ chạy xuống cho tới hầm bảo vệ ở dưới tới dưới thì lúc đó dấp té một cái hai người bảo vệ ở dưới nhìn thấy họ lại đỡ và hỏi làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy em đi đứng từ từ thôi thì sau khi bình tĩnh lại chút xíu anh mới nói dạ nó nó luôn á anh còn hơn là ma đuổi nữa xong rồi anh mới kể ra cái chuyện hồi nãy vừa bị giống hịch như vậy thì hai bảo vệ nơi đó nghe xong cũng ớn lạnh luôn. Rồi có ông bảo vệ mới nói, thôi, nghe mày nói vậy chắc mai anh mày mua cái gì vô đây cúng. Chứ anh còn ngủ ở đây dài dài đó. Rồi ngày hôm qua, anh có đi ngang qua quán đó, thì không thấy hai người bảo vệ đó nữa. Anh có vô hỏi chủ tòa nhà về hai anh bảo vệ. Thì ông chỉ nói là hai canh bảo vệ đó bận việc gì ở dưới quê á, rồi xin nghỉ luôn rồi lúc đó thấy trước tòa nhà còn có đăng tuyển bảo vệ mới nữa. Anh cũng không biết là hai người bảo vệ đó có gặp chưa nữa. Chứ mà nghe theo lời của chủ tòa nhà này nói thì anh không tin xíu nào. Làm gì bận dữ vậy? Bận gì mà cả hai đều xin nghĩ hết một lượt. Còn đây là câu chuyện hùng ma căn nhà A75. Trước nhất thì con xin được giấu địa chỉ của nó, chứ thực ra nhà này nó có hai cái suyệt lận. Thí dụ như là A75 suyệt 12 suyệt 4, nó thí dụ vậy. Nhưng mà bỏ hai cái suyệt đi. Chuyện mà con được vợ con làm ở đây kể lại và con cũng đã xác minh, thì đúng là có những hiện tượng đó. Nhà này nó được cô chủ mở ra để buôn bán những cái món đồ ăn, à, giống như là những cái món của miền Bắc thì đúng hơn. Rồi cô chủ đó có thuê vợ con làm bấm biêu Rồi nấu Rồi đặt hàng ship đi Nó cái 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 Vợ con làm giống như chức vụ của một người quản lý ở đây vậy Rồi ngoài vợ con còn có một con bé nữa Nó vô làm sao vợ con Nghe đâu là nó ở dưới tiền giang lên đây làm Theo nó nói thôi Tại vì nó quậy phá gia đình quá rồi thiếu nợ thiếu nần ăn chơi xa đỏ rồi đẻ quan ra đứa con gái dù là đang ở lứa tuổi dưới vị thành niên thì được chị dâu của mở quà bên vợ con giới thiệu vô làm lên đây thì nó được cô chủ lo ăn ở luôn chỉ có làm việc thôi chứ không có làm việc khác thì cái bữa đó nó có nghe được mấy đứa nhân viên ở dưới bàn về cái chuyện ma ở trong căn nhà này nó mới lại bảo Ôi đi tụi bay ơi ma có cái gì ở đây ma hả hồi đó dưới quê tao gặp hoài quá gì đồng sợ nếu có là ma nam á thì <laughs> chị đè xuống chị hiếp nó luôn còn ma nữ thì chị rủ nó chơi ô môi luôn ôi cha ơi tụi nhân viên nghe nói vậy xong cười ào ào lên thiệt là đã nhưng mà nó cũng không ngờ rằng những cái lời của nó nói đã đem lại cho họ một sự bất kính Và đem lại cho nó một cái kết không ngờ Qua sáng ngày hôm sau Cũng như thường lệ 6 giờ thì con đưa vợ con đi làm Khi tới chỗ làm thì con với vợ con mới quảng hốt Khi thấy nó bước xuống cầu thang Mà hai con mắt đỏ que Còn cái con mắt thì nguyên một cái quần thâm lộ rõ lên Hỏi nó sao vậy? Nó nói tối qua ngủ không được nó mới thực lại nó nói mới có thiêu thiêu ngủ là nó bị kéo dò kéo cẳng mà không phải kéo khiều nó lôi từ trên xuống dưới luôn rớt luôn tấm nệm luôn lôi tới cánh cửa mà từ cái chỗ tấm nệm con bé cho tới cánh cửa phòng cũng phải năm sáu sải tay thế là trong buổi sáng đó nó lật đật lên mua bánh kẹo bánh trái về để cúng liền luôn Vợ con có kể chuyện này cho con gái của cô chủ nghe. Cô con gái của cô chủ mới nói. Ờ gì chứ, nói tới nhà này thì chị thấy hoài à. Lúc chị còn nhỏ còn được ba mẹ dẫn vô căn nhà này là chị đã thấy có vấn đề rồi. Thấy không, nhà dán mấy lá bùa chú gì đó mà hiện tại giờ ba mẹ chị vẫn còn để. Chị chỉ sợ là đang trấn nghĩa một cái gì đó mà mình không biết được buổi tối mà chị đang làm việc hả đang lui cui cái chị nhìn lên ôi cha ơi thấy một cái bóng to thiệt to của người đàn ông ta nói giật mình hết hồn luôn nhưng mà cũng không có gì đặc biệt chỉ lướt qua thôi chứ không phải là đứng sờ sờ trước mặt nếu mà đứng sờ sờ trước mặt chắc chắc xỉu quá <laughs> nhưng mà có điều là họ cho thấy riết cũng quen rồi còn nghe được những tiếng động âm thanh vào lúc tối khuya trong căn nhà này nữa ui thôi nhiều lắm luôn còn đây là câu chuyện thứ tư xin đặt cái tựa là bóng ai bóng ai câu chuyện như thế này và xin được uh, xưng là tôi để kể câu chuyện này cái mùng 8 tết mới đây thôi tôi có chở vợ tôi từ thành phố về tới bầu lâm sương mộc bà rịa để về thăm bà nội của vợ tôi thì hai vợ chồng tôi được bà nội kể lại như thế này mới cách đây có vài hôm thôi tối khuya đang ngủ thì nội mới mắc tè vừa mở mắt ra chưa kịp ngồi dậy thì nội thấy có cái bóng người đàn ông coi bộ nó cũng ốm ốm mà cái điệu bộ này giống như thằng nấu là nó đi vệ sinh. À nội nghĩ như vậy. Thằng nấu đây đó chính là con sao của ba vợ tôi với một người phụ nữ khác. Thằng nấu nó thường thức khuya để chơi game với bạn nó mãi tới 2 3 giờ sáng nó mới ngủ. Rồi nội thấy vậy thì nội chờ chờ hoài mà không có thấy nó ra. Nội mới đi tới trước nhà vệ sinh thì có điều kỳ lạ là không có ai ở trong hết. Mà cái đèn toilet thì vẫn còn mở. Không có lý nào mà bị qua mắt được người đó vô xong còn bật đèn nữa mà. Thế thì nội mới trở ngược lại, vô phòng thằng nấu, coi coi có nó trong không, thì rõ ràng nó vẫn còn nằm say giấc từ hồi não hồi nào rồi. Rồi, tới sáng dậy, nội mới hỏi nó, Nấu à, tối hôm qua con có đi Dậy sinh không? Đi vô toilet. Nó mới đáp là dạ không có nội, tối hôm qua chơi game tới 12 giờ con ngủ mất tiêu rồi lúc mà nội kể cho hai vợ chồng tôi nghe thì có thằng nấu nó ngồi kế bên nữa nó mới xen vô tối à, có mấy bữa con bị hoài chứ gì con còn thấy luôn nữa tôi nghe gì tôi mời em thấy sao kể cho anh nghe coi nó mới nói là cái bữa đó em đang nằm trong phòng chơi game thì em có cái cảm giác như là có ai đó đang nhìn về phía mình em sợ quá em tự trấn an mình rồi tắt máy đi ngủ sớm cho tới khuya bị giờ em ngủ sớm mà cho nên khuya tầm khoảng 2-3 giờ vậy đó đang ngủ thì em cũng mơ mơ màng màng em có cái cảm giác là có ai đó đang khiều khiều cái chân của em rồi nhấc bỏng cái chân của em lên luôn mà đúng là người em thì bị cứng đơ không có nhúc nhích gì được rồi mới cách đây vài hôm tối đang chơi game thì em nghe có tiếng lục đục đằng sau bếp em tưởng đâu là nỗi còn thức mới mở cửa ra thì thấy bà nội vẫn còn nằm trên nệm ở trước cửa phòng. Em mới dõi mắt lên nhìn sau bếp, thì em thấy rõ ràng là bóng của một người đàn ông nhưng mà không có rạc rõ cái mặt mũi. Tướng thì cao ráo, nhưng mà lại ốm gầy, đang lục loại đồ ăn. Ui cha ơi, em sợ quá, em chui ngược lại vô phòng luôn. Rồi sáng dậy em có kể cho nội nghe thì nội nói là Không biết đó có phải là chú của tụi con không? Hay là anh hai của tụi con gì mà? Vậy đó. Rồi sau đó nó còn kể thêm là lâu lâu đó em còn nghe được tiếng xả nước trong toilet. Có bữa em mới bạo gan mở tùy hí cái cửa phòng ra thì thấy nổi vẫn còn nằm. Như vậy thì cái tiếng xả nước ở trong toilet là của ai? Mà không phải xả dòi bình thường đâu bạn nha. Giống như múc gội lên vậy đó, xối ào ào. Giống như mình cầm cái gáo nước đó, xối lên rồi nghe cả cái tiếng gáo nước nó mụp cạm vô cái thao mà chạm người bụp 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 vậy rồi xối nước lên người rồi nước xuống chảy liên tục thu thiệt thì em cũng lớn ớn lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ đây là nhà của mình còn người đó là ai ai biết được còn đây là câu chuyện chuyến xe cuối cùng phần thứ hai gọi là phần thứ hai tại vì phần một á, con đã gửi ba thảo rồi và cái câu chuyện đó đã được ba đọc ở chuyện bên lề năm trăm tám mươi tám hôm nay con xin được kể tiếp những diễn tiến diễn biến tiếp theo ngày hôm qua con có gửi video mà ba thảo kể đó là chuyện bên lề năm trăm tám mươi tám con cho nó xem thì nó ngồi coi ba kể mà nó khóc sướt mướt luôn rồi sẵn đó nó mới kể với con tiếp về cái việc vài tháng gần đây. Nó lại được gặp bé Vi một lần nữa. Bây giờ thì cho con xin được đổi ngôi kể xưng là tôi cho dễ trình bày và coi như là thay nó để kể lại hết những gì nó đã gặp phải. Nó đây chính là thằng Dũng. Và coi như cái lần kể này cho thằng Dũng như là để lưu lại cái mối tình đẹp đẽ của một thời thanh xuân của nó. Như vậy thì nhân vật tôi trong câu chuyện đây chính là Dũng. Câu chuyện như thế này. Sau khi Vi mất đi, tôi vẫn cứ ngỡ là linh hồn em sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa. Tôi luôn nghĩ là em đã được đầu thai chuyển kiếp, luân hồi, ở một nơi nào đó rồi mới phải nhưng mà thực sự không phải như vậy. Chỉ là khoảng tầm 2 tháng gần đây thôi. Trước đó, tôi có một chuyến đi từ Sài Gòn lên Bảo Lộc rồi qua tới Đà Lạt. Tôi đi cùng với gia đình. Chuyến đi kéo dài tận 5 ngày 4 đêm. Chúng tôi đã đi khắp từ vườn hoa đến vườn dâu, đi thác tình yêu, rồi nào là đồi thông, phải nói nhiều lắm. Và cho đến ngày cuối cùng, chúng tôi đã dọn dẹp hành lý để chuẩn bị trở lại với sài gòn phải nói chúng tôi tiếc nuối cái cảnh đẹp ở nơi đây nuối tiếc những ngày qua cái khí hậu và con người ở đây nó làm cho tôi nhớ luôn cả người con gái phố núi ngày nào đã từng bên nhau say đắm mà giờ đã cách xa mỗi phương trời âm dương cách biệt thiên thu hai lối người con gái đó là vi sau khi chuẩn bị hành lý xong chúng tôi ra xe để bắt đầu lăn bánh trở về xe chạy cứ bon bon như vậy tôi thì vẫn nhắm mắt ngủ do tối qua đã tức khuya nói chuyện với gia đình nên giờ nó có vẻ mệt mỏi nhiều thế là tôi chìm vào trong giấc ngủ trong giấc ngủ tôi có cái cơn mơ tôi nhìn thấy được cái hình bóng quen thuộc ngày nào đó là vi Tôi thấy em mặc một bộ đồ lam mà lúc trước gia đình em đã cho em mặc lúc tẩm liệm. Em bay đến gần bên tôi. Nhìn thấy em tôi mới hỏi, Ủa, em hả Vi? Sao em lại còn ở đây không đi đầu thai à? Phải nói gặp được em bao nhiêu câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ mấy lâu nay. Tôi hỏi em hết. Tôi hỏi liên tục hết chuyện này tới chuyện khác. Và em lúc này chỉ nhìn tôi mà em không trả lời tại vì tôi hỏi dồn dập quá em không kịp để xen vào trả lời những câu hỏi của tôi lúc đó em chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ vài cái rồi em đưa tay em kêu tôi ngừng nói rồi em mới bảo dũng ơi xe sắp đổ đèo chuẩn bị gặp tai nạn là do xe khách đằng sau xe mình nó mất phanh rồi đụng vào đuôi xe khiến bánh xe lạc bánh hướng thẳng xuống vực nói tới đó là em biến mất. Làm cũng như cái sự việc đã tới rồi em phải khẩn cấp nói xong rồi biến mất liền thì tôi lại nghe một cái đùng một cái thật mạnh. Cho nên tôi bật ngồi dậy phải theo phản xạ và tôi bừng tỉnh luôn, không còn ngủ không còn mơ gì hết. Thì đúng tôi thấy mọi người trên xe nhốn nháo, từ dì Ba thêm Út mẹ tôi và cả ba tôi, rồi bác Tài ông cũng hoảng luôn, ông la lớn lên, chết mẹ rồi xe bẻ lái qua không được. Nó đang hướng thẳng đổ xuống vực mọi người ơi. Lúc đó mọi người quản làm tôi cũng quản theo. Nhưng có một điều thay vì la lên cho mọi người. Tôi chỉ cấp tay lại cầu nguyện với linh hồn của em. Tôi chỉ nghĩ rằng mong em hãy phù hộ cho tôi và gia đình được bình an tai qua nạn khỏi. Thoáng trong đầu nghĩ như vậy thôi. Tôi không hiểu tại sao xe nó đang mất trớn lạc bánh lao thẳng gần tới mép bờ giật thì bất thình lình dướng phải một nhánh cây to đã dừng lại coi như chúng tôi đã thoát được một kiếp nạn sau chuyến đi đó về tới nhà tối đó ngủ tôi lại mơ thấy em một lần nữa em bảo là cái đoạn đường mà mọi người xém gặp tai nạn chính là cái đoạn đường mà ngày trước xe của gia đình em đã bị tai nạn lúc mà xe chở mọi người bị mất kiểm soát vì phía sau xe đụng tới em nhìn thấy được những quan hồn kết quang họ đứng ở nơi đó đông lắm, xui khiến xe của một người lao thẳng xuống vực. Lúc mà xe gần tới bờ vực thì em đã đẩy ngã nhành cây to ra trước chặn bánh xe lại. Như vậy, trong khi tôi hỏi em dồn dập trong giấc mơ, em chỉ lắc đầu, em không nghe và không trả lời kịp và cuối cùng phải chặn tôi lại để nhắc liền lập tức xe sắp sửa rơi xuống vực để cho chuẩn bị và sau đó em biến mất là vì em đi để chuẩn bị cách để cứu chiếc xe nghe xong tôi cảm ơn em rất nhiều và em có bảo thêm cái lý do mà em không muốn đầu thai là do em biết được trước cái ngày mà gia đình tôi sẽ gặp nạn lớn nên em muốn ở lại và giúp chúng tôi nói xong thì em biến mất lúc đó trời cũng tờ mờ sáng cái giấc mơ mà hôm qua tôi mơ phải nói nó rất chân thật nó đã xảy ra đúng như trong giấc mơ vì vậy với tôi tôi cho rằng đó là sự thật chứ không phải là mơ vì đã giúp gia đình chúng tôi sau đó thì tôi mới kể cho ba mẹ nghe về cái giấc mơ đó ba mẹ tôi đã mua trái cây bánh trái quần áo rồi vội vã chạy ra nơi nắm mồ của em và đốt lên những nén hương trầm thầm cảm ơn tất cả những gì mà em đã làm để giúp gia đình chúng tôi phải nói em đã chọn hy sinh quá lớn em đã dám bỏ một lần luân hồ chuyển kiếp để giúp đỡ chúng tôi phải nói kiếp này tôi đã mắc nợ em quá nhiều nợ tình cảm nợ cả sinh mạng tôi nợ em một giấc mơ đẹp một túc liều tranh với hai quả tim vàng tôi nợ em những bản tình ca tôi viết vẫn còn gian dở chưa kịp trao tay mà em đã dội rời xa. Đành hẹn em kiếp sau vậy, tôi và em sẽ lại tái ngộ ở trong một hình hài khác, hoặc là ta sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó, ở nơi mà không có buồn phiền, không có đau khổ, chỉ có hai người, tôi và em, và đất trời. Có thể sau này khi tôi mất đi, tôi và em lại có thể được ở bên nhau. Tôi nghĩ lúc đó tôi và em chắc sẽ lại là hai con ma hạnh phúc nhất, có phải không? Rồi chúng tôi sẽ đẻ ra một bầy ma con và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc ở một cõi nào đó vô hình. Còn đây là câu chuyện thứ sáu nói về quỷ nhập lúc từ trần. Ngày 16 tháng 3 2023, 2023, lúc 9 giờ tối thì con vừa được dì hai và mẹ kể lại vài chuỗi sự việc tâm linh, nói về lúc trước khi mất của những sáu con và người con cả phía bên chồng của dì hai. Cho đến giờ phút này khi con bật đoạn ghi âm mà tối hôm qua con ghi âm mọi người kể lại con nghe, còn thấy sợ nữa. Nó rành rành trước mắt đó, nó chứng minh cho mình thấy rằng là có sự hiện hữu của những người từ thế giới bên kia đang tồn tại song song với chúng ta trong cái không gian thời này, thời gian này sau đây thì con xin được kể hai chuyện nhưng cùng một chủ đề là quỷ nhập tràng con đặt tên là quỷ nhập lúc từ trần câu chuyện nói về dưỡng sáo đã khuất con xin kể thêm về chuyện của người dưỡng sáo mà tối qua con được nghe mẹ kể lại lúc mà bệnh viện chưa trả về thì vài ngày trước mẹ con có vô thăm coi tình hình sức khỏe dưỡng sáo như thế nào khi vô tới đó mẹ con mới thấy được những biểu hiện kỳ lạ của Dượng. chẳng hạn như là thấy ổng nằm trên băng ca mắt thì ngắm nghiền lại mà cái miệng thì vừa cười cười nói cái gì đó ở trong họng còn cái chân thì nó co quéo lại như kiểu phụ nữ ngồi e thẹn lúc đó thì mẹ con có lấy tay bóp bóp cái chân của Dượng sáo mẹ con kể lại nói là cái chân của ổng lúc đó làm nhắc hạt à? Rồi lúc đó đó mấy đứa con của Dượng mới bảo với Dượng Bố ơi bố có Tư vô thăm nè Bố về nói chuyện với Tư đi bố Mấy đứa con ông kêu một hồi luôn cũng không thấy ông vậy Mà ông vẫn cứ nằm rồi mắt nhắm nghiền Mà chắc chân cứ co quéo lại Miệng thì cứ đang nói chuyện với một ai đó Cái hành động đó của Dượng khiến cho cái ông nằm giường kế bên. Ông nằm mà ông nhìn chăm chú, ông rờ mắt luôn. Con nghĩ là bên đó chắc ông sợ dữ lắm Khi nghe mấy đứa nó kêu một hồi mà vẫn không thấy ông tỉnh Mẹ con mới lên tiếng Thôi tao giận bố mày rồi Tao qua chơi mà không dậy tiếp mà nằm hoài Nói xong mẹ con bỏ ra ngoài Thật ra thì không phải vì giận hờn gì đâu Mà tại vì lúc đó nhìn thấy mấy cái bịch tạm truyền hết rồi nên đến khi bác sĩ vô bảo là người nhà ra hết không được ở trong phòng bệnh đông. Chỉ được một người chăm thôi để bác sĩ truyền dịch. Thì sau đó tầm khoảng 15-20 phút kia đó mẹ lại trở vô. Mẹ tính ở trong đầu là nói với dì sáu một tiếng để chuẩn bị về. Thì trong lúc đó Dượng lại mở mắt dậy. Dì sáu thấy vậy mới bảo, nè, tư qua nè. Mẹ con đáp liền, thôi, tao giận rồi tao về, qua từ nãy giờ mà cứ nằm đó hoài. Bây giờ giống như nghe được mẹ con nói, Dượng Sáu mới nói: "Trời ơi vui quá bà ơi, tôi mới về quê tảo mộ về." Nghe xong dì Sáu hết hồn mới hỏi: "Trời ơi tảo mộ gì nay mới có mười mấy à?" Mẹ bảo chỉ ngẫm nói vậy rồi thôi là xong rồi mẹ cũng đi về. Khi vừa về tới nhà thì lúc đó ở trong bệnh viện, dì Sáu cũng mới đút cho Dượng Sáu ăn. Vì Sáu mới hỏi ăn cơm không thì Dượng gật đầu chịu ăn. Khi mới vừa đưa vô có một muỗng cơm, ông ngậm xong, ông phục hết vô trong mặt dì Sáu luôn. Lúc đó bà Sáu mới gọi điện thoại lại cho mẹ con, dì Sáu mới nói, Trời ơi bà Tư ơi, nãy hỏi ăn cơm không nó thì chịu ăn, đến khi tôi đút mới muỗng đầu ông phun hết vô mặt tôi nè, hồi nào giờ có vậy đâu. Kể xong cho mẹ nghe rồi dì Sáu mới tắt máy chạy vào trong toilet rửa mặt. Tại vì những hạt cơm hồi nãy mà Dũng Sáu phun dính đầy người hết. Thực ra lúc này dì Sáu cũng đã thấy sợ rồi. Khi rửa mặt xong vừa bước ra thì dượng ông lại nhìn về hướng dì Sáu. Đã vậy ông còn nghiến răng lại và ông nói Mày tin không? tôi đập vỡ mặt mày á. Cái gì vậy? Hồi nào giờ dạ ông có nói cái kiểu đó với bà đâu? Thế là bà Sáu sợ quá Bà biết chuyện gì xảy ra rồi Cái kiểu này nó chỉ có quỷ nó nhập vô xác không thôi Chứ không có phải dưỡng Sáu như thường ngày nữa Thế là lật đật bà chạy ra khỏi phòng Gọi cho mẹ con một lần nữa Tư ơi Tư chết rồi Tư ơi Nó nhảy vô nữa rồi Tư ơi Ý muốn nói là nó nhập vô nữa Trước đó thì có nghe dì Sáu tôi kể lại cách đó mấy ngày Thì cái người em út của Dượng tên là bé Hà vô thăm mà bị dưỡng ông chửi rủa dữ lắm. Cái bà bé Hà đó bà cũng nghi là không phải Dượng sáo nữa. Tại vì ngày trước tới giờ dưỡng sáo cưng bả lắm. Đâu có bao giờ la đầy hay là nắng nọ, nói, nói nặng lời đâu, dù chỉ là một lời một câu. Bà bé Hà này mới kể lại cho dì Sáu và khẳng định chắc định luôn là không phải dưỡng Sáu mà là ai đó. Thì trong cái ngày hôm đó cũng có một sự việc là lúc ổng đang mở mắt ông nhìn qua dì sáu ông chỉ hai cái chân của ổng ông bảo đau quá hai cái chân này bị gãy rồi chặt bỏ đi mà trong khi đó hai cái chân của ổng lành lặn đi đứng bình thường chẳng bị vấn đề gì gì hết thì sau khi sâu chuỗi hết sự việc lại thì nhà con mới nghĩ rằng chắc có lẽ có con quỷ nó mượn xác cái con quỷ này nó chết do tai nạn hay sau đó mà bị gãy cả đôi chân nên lúc mà nó nhập vô người dưỡng là đôi chân dưỡng cứ co quéo lại một bên còn nói về phía bà bé hà thì bà kể lại cho mẹ con nghe lúc đám ma của dưỡng bà nói nha nó cứ ra vô ra vô người ảnh thường xuyên vậy đó chị tư ơi em biết luôn á lúc nào nó vô lúc nào nó ra luôn á mà không có làm gì được nó hết cái bữa lúc sáng cái ngày mà đưa ổng về nhà nè em có kể với hai vợ chồng đó nghe hai vợ chồng đó ở nhà bán đồ chai thì hai người đó nghe xong mới vô phòng giống như khai thị cho ảnh á hai người đó mới nói sao nay ngày đẹp nè đi đi không đi hả tôi đọc kinh sám hối cho đi đó người thường có ai dám nói vậy đâu chị tư vậy mà ổng gật đầu chịu mới là chuyện lạ đó chị tư à Và cái phần chuyện sau đây không hẳn là một câu chuyện tâm linh. Nó nghiêng về cái tâm tình nhiều hơn, thì nơi đây con mong quý khán thính giả, cô chú, anh chị đang xem kênh của chú Thảo rộng lòng bỏ qua cho con. Chủ yếu của con là muốn để đây và lưu giữ lại một chút kỷ niệm gì về người dưỡng quá cố của con. Cái ngày 7 tháng Giêng năm 2023 lúc 19 giờ 30 ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là một cái ngày buồn của gia đình chúng tôi. Là ngày mà kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc ra đi rời khỏi trần thế và thế là hết một cõi tạm bỡ. Dượng Sáu là chồng của người dì thứ sáu của tôi. Sau khi bị căn bệnh hành hạ kéo dài đến hai mươi mấy gần ba mươi năm, cuối cùng nó cũng đã chiến thắng và mang ông đi rời khỏi chúng tôi. Theo lời kể của dì Sáu thì mới hôm qua để ông còn khỏe lắm. Ông đi đứng ông nói chuyện bình thường. Vậy đó mà chiều tối hôm đó ông lại làm mệt rồi được đưa vào viện cấp cứu và sau khi nhập viện thì bệnh viện lại trả dưỡng Sáu về. Bệnh viện nói là không thể cứu chữa gì được nữa cái tiên lượng rất nặng vì hai lá phổi trắng sát nhiễm trùng nặng thận thì không hoạt động còn sạn thì đầy tim sơ mạch máu sơ phổi dạ dày xuất huyết cái gì cũng bị tùm lum hết nên ông dẫn đến tình trạng hôn mê sâu thế là ông cũng ra đi cái tối ngày hôm đó đó đầu tiên chúng tôi đã kêu nhà hoàng ngày mai tới dựng khung dựng rạp và cô đi đặt cái hòm cho dượng chín giờ sáng hôm sau dượng được liệm bỏ vào quan tài y theo lời mà thầy sư đã chỉ dẫn gia đình tôi thì kéo hết qua nhà dì sáu ở từ sáng đến tối khuya vẫn còn thức để đốt đèn đốt nhang và đón họ hàng khách khứa đến viếng dượng tôi nhớ rất rõ lúc đó cũng tầm cỡ ba giờ cháu tôi nó có ngồi ở ngoài chơi nó quay sang nhìn mấy cái quạt được nhà hoàng treo sẵn mở sẵn trên đó mà cái phía trên cây quạt đó thì nó lại gần cái bụi chuối của nhà hàng xóm nó cũng đâu biết gì nó thấy tốn điện quá vừa đèn vừa quạt mở cùng một lúc phải chi có người ngồi cũng đỡ đằng này hết khách giếng rồi ở ngoài đường thì đâu còn ai mà người nhà thì xuống gian sau bếp nghỉ ngồi hết rồi chỗ đó điện đèn để làm gì nó mới bắt cái ghế leo lên để tắt cái quạt Vừa đưa tay lên thì nó nghe có một giọng cười phát hi hi, ra từ cái bụi chuối ở nhà hàng xóm đối diện Nó nói cái âm thanh đó không bao giờ nó quên được Nghe rõ mồm một mà ghê rợn lắm hi hi hi. Tối khuya rồi đâu có nhà nào còn thức đâu Thế là nó mới bỏ cây quạt ở đó Chạy một mạch vô nhà luôn với cái mặt xanh lè Nó mới ngồi xuống kể lại Theo tôi nghĩ thôi Là họ đã nghe được cuộc nói chuyện của nó với tôi Nên họ mới làm như vậy Để cho cháu tôi nó biết có sự hiện diện Tại vì trước đó tầm 8 giờ tôi còn ở đó Người viên cũng đông Tôi có ra bàn Ở ngoài Ngồi Và Nó ngồi kế bên Nó nhìn lên mấy cái cây nhà hàng xóm Nó bảo út à Ở đây có mấy cây sòi mấy đọt bắp chuối lát khuya thèm ra hái trọng chơi chắc là họ nghe được và cho nó biết có sự hiện diện của họ cũng không chừng. Cho nên họ cười hí hí cho nghe. Để tôi nói tiếp về chuyện của Dường Sáu là khi mà ông được đưa về nhà thì lại có dấu hiệu tỉnh lại. Và cái tình trạng là cứ lấy hơi lên. Ông không có nói chuyện và có không có mở mắt được. Chỉ cố gắng động đậy để cho người ta biết là ông còn sự sống còn khi tan hết thuốc tê thì cơn đau đó lại hành hạ ổng, khiến ổng phải rặn hơi từ từ, từ từ từng hơi vậy. Cho nên chúng tôi mới chọn cái biện pháp là cho ổng ra đi một cách tự nhiên nhất là không cần phải tìm thêm một buổi mọt phim nào nữa. Đáng đi ra là sẽ mất vào ngày 15 âm lịch, theo lời bác sĩ dự đoán, đó là vào ngày rằm, ngày tốt. Nhưng mà, mãi cho đến 16 âm lịch vừa rồi. Sau khi nghe được tiếng đọc kinh của đông đủ mọi người xung quanh, con cháu, anh chị em bên vợ và bên dưỡng, thì dưỡng tôi cũng đã tự trần một cách nhẹ nhàng. Hơi của dưỡng yếu dần, yếu dần và nín rồi đi luôn. Người nhà có xem là dưỡng sáu, ông mất ngay ngày khá xấu. Còn với mẹ tôi thì tùy duyên thôi, mất ngày nào cũng được. Miễn là mình phải đọc kinh thường xuyên cho dưỡng sáu là được. Nên chúng tôi mới cố gắng thay phiên nhau ngồi xung quanh cái ghế bế bố đó mà dưỡng đang nằm. Rồi thêm cái máy phát tiếng niệm kinh của sư thầy và chúng tôi đọc theo. Tiếng đọc kinh hòa lẫn với nước mắt. Bởi chúng tôi đâu ai dám khóc lớn đâu. Vì ông bà xưa có nói rằng khi mà ta khóc trước mắt người mất thì họ sẽ mãi luyến tiếc nơi chốn này. Họ sẽ tiếc cái thân xác gia tịch này mà họ sẽ ở lại không siêu thoát được. Nên cứ hễ ai mà đang đọc mà muốn dở hòa ra khóc thì người nhà sẽ dìu người đó đi ra chỗ khác ở góc nào đó để khóc để đừng cho ổng nghe riêng tôi và chị dâu tôi vừa ngồi đọc kinh vừa đưa mắt nhìn về phía giường nằm chúng tôi thấy rất rõ ràng trước đó đó vì sáu tôi có đắp cái chăn che từ chân lên tới cổ của ổng tuy là không có một chút gió nào và tôi xác nhận một lần nữa là Giường sáu tôi Ngài lúc đó không còn một sự sống. Vậy đó, mà cái mệnh dưỡng đang đắp, nó cứ nhấp nhô, nhấp nhô lên xuống, theo như, theo, theo, như, theo, cái, như cái hơi thở của ổng đó, nó cứ nhấp nhô, nhấp nhô như thế này. Thì lúc trước tôi có nghe được nhà sư nói lại là, khi mà con người chúng ta vừa mất đi, thường thì quan gia nhiều đời, nhiều kiếp đến quậy phá cái thân xác. Nên tôi nghĩ là tình trạng của Dương Sáu là bị như thế. Rồi sau đó tôi và vợ tôi phải về trước. Tại vì 5 giờ sáng ngày mai tôi phải đi làm. Khi vừa về tới nhà, tôi phóng ngay lên giường, đọc tiếp chú Đại Bi Kinh Bát Nhã. Mong là để có thể hồi hướng cho dòng linh của Dương Sáu mau được siêu sanh tịnh độ. Xong rồi tôi mới đi ngủ. Cuối cùng thì đám ma của Dưỡng Sáu cũng diễn ra coi như là hoàn thành. Tuy lúc hạ Quyệt có mưa gió một chút. Đám con của Dưỡng Sáu là thằng Thông, thằng Thức. Sau khi tiễn bố nó xong về tới nhà, nó bị sốt tới 39-40 độ luôn. Dù biết sự việc bố đột ngột qua đời làm của sốc rất nặng trong lòng của hai đứa. Nhưng mà tôi biết trong lòng của hai đứa tụi nó cũng mãn nguyện được phần nào rồi. Thứ nhất là cho bố về trở lại quê hương nằm cạnh ông nội bà nội ở mỏ cầy nam bến tre thứ hai là ông đã chấp nhận rời bỏ cái thân xác dục này để ra đi thanh thản mà không có đau đớn cái thứ ba là ông cũng chờ được ngài cái thằng con lớn của ông lấy vợ tuy còn thằng út nữa nhưng đối với người mà đang đã cố chống chọi đấu tranh với lại căn bệnh mấy mươi năm thì đã gọi là quá tuyệt vời rồi nuôi được hai thằng kiến trúc sư thằng Thông thằng Thức khôn lớn dường cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi Thứ tư ngày 12 tháng Giêng 2023 mới hôm qua thôi Mẹ tôi có qua nhà dì Sáu Một phần là để chia sẻ nỗi thiếu vắng một người trong nhà An ủi với dì Sáu em của mẹ Nhưng mà an ủi đâu không thấy Hai vợ chồng tôi qua cũng thấy mẹ ngồi nói chuyện với dì Sáu Với em thứ năm của dường vừa kể về dưỡng vừa miếu máu rung rúm mẹ nói năm biết sau không thường thường mà nhà tôi qua đây là tôi hỏi nó tuấn tuấn tức là tên của dưỡng mày ăn gì không chị kêu sắp nhỏ mua về ăn vậy mà giờ thì không có ai để mà hỏi hết khi nói xong rồi mẹ tôi lại sực nhớ sợ ở nơi nào đó dưỡng nghe rồi không đi thanh thản được mẹ mới thầm thêm một câu nữa như là vừa nói với lòng mình vừa nói cho dượng lỡ mà có nghe được ôi thôi nói nói chứ mày đi là tao vui rồi bỏ được cái thân xác một rửa đau ốm đó siêu thoát ra đi cho nó nhẹ nhàng nghe mẹ nói mà tôi cũng muốn rớt cả nước mắt ngồi nhớ lại những hình ảnh của dượng sáu mới ngày nào còn bảo thằng thức thằng thông con của ổng hay nói rằng Ê rủ cái thằng cu đen qua ăn lương xào lăng Bố có làm kêu nó qua ăn Bữa nó bảo là nó thích món này của bố làm lắm Này bố làm một chảo to luôn Kêu nó đi á Xếp hàng cho vợ Thì chạy qua đây ăn bố chợ Mà cái bữa đó thì tôi bận mãi Đến hôm sau tôi mới qua được Bây giờ thì đâu còn ai nấu mấy món đó Cho tôi ăn nữa đâu Mà có ai nấu đi nữa Tôi thấy cũng không bằng Nào là bò nhúng giấm nè Lương sầu lăng nè gà vịt rô ti và cái câu nói như là slogan của dượng mỗi khi mà người nhà chúng tôi được thưởng thức những món ăn ấy là sao con hay là sao chị tư ngon không ngon không chị tư hết sảy ha ngon số dách ha những cái câu nói đó con cũng không còn được nghe nữa mới trưa này ngày mười hai tháng một hai nghìn không trăm hai mươi ba mẹ tôi có bảo là tối hôm qua dượng sáu bay về cho mẹ thấy Dượng hai chân xếp bằng ngồi trên đài sen lớn có màu xanh ngọc, vẫy tay chào má và nở nụ cười hạnh phúc. Chúng tôi thầm nghĩ, chắc là dượng sáu đã được giảng sanh rồi, đã về với Tây phương Cực lạc rồi. Lúc sống thì dượng sáu ông tốt bụng thương con cháu và được lòng anh chị em trong gia đình lắm. Với người ở ngoài thì dượng hòa đồng vui vẻ. Anh ba tôi có bảo, thiện nhân ắt sẽ gặp được phước báo. và dạ. Tôi cũng tình như vậy Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 630 với Việt Thảo Qua cái câu chuyện với cái tựa là quỷ nhập của Kiwi RV Bao gồm 7 chuyện mở đầu Và còn hai chuyện kế tiếp là nằm trong kho tàng kiện ma dân gian kỳ 631. À với cái tựa là bóng ma cô đào hát. Mời quý vị nhớ tiếp tục theo dõi. Việt Thảo xin được cảm ơn uh, sự theo dõi cũng như phổ biến của quý vị cho mọi người biết đến kênh YouTube của Việt Thảo và những câu chuyện tâm linh của các bạn đã gửi về. Hẹn gặp lại qua cái câu chuyện bóng ma cô đào hát kế tiếp. Ok, thank you and i love you. nè nói nghe nè oh yeah ở ẩu giá Việt Nam Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hệ tổng quát để coi có bệnh gì không để mà mình biết là mình trị còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa cũng như người ta nói rằng Phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng quả hoạn Chứ đừng đợi quả quạng rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi Thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột Mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình Còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ dạ, đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh... Công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 Để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa Đúng rồi yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha Dịch Thảo Hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta